This is Radio Thailand World Service, broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand. For listeners in Asia and the Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America, it is now time for our broadcast in Vietnamese. Savadi khắp. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Thái Lan. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay thứ năm, ngày 24 tháng 8 năm 2023. Chương trình của chúng tôi gồm những tin đáng chú ý sau đây. Thái Lan, Singapore bắt tay thúc đẩy hợp tác giữa hai nước ngày càng chặt chẽ và đáp ứng với những thay đổi toàn cầu. Lao động nước ngoài quan tâm đến các khóa học liên quan đến hiệu quả làm việc và làm việc chung qua mạng Internet. Industry 4.0 Platform, nền tảng nâng cấp lên công nghiệp 4.0 bằng kỹ thuật số, tăng cường tiềm lực doanh nghiệp dạng khép kín. Phân bón sinh học từ bã sắn, sáng chế của Thái Lan, thay thế phân hóa học, tăng giá trị phụ phẩm nông nghiệp. Sau đây là nội dung chi tiết. Quý vị và các bạn thân mến, ông Sathan Charan Suvan, Chánh Văn phòng Bộ Ngoại giao, chủ trì cuộc họp tham vấn chính trị Thái Lan Singapore lần thứ 3 cùng với ông Albert Chua, Chánh Văn phòng Bộ Ngoại giao Singapore, tổ chức tại khách sạn Shangri-La, Bangkok để thảo luận các vấn đề tăng cường quan hệ và hợp tác song phương giữa Thái Lan với Singapore ngày càng chặt chẽ và đáp ứng với những thay đổi toàn cầu. Nhân dịp này, hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ để hỗ trợ các hoạt động gặp gỡ, trao đổi các chuyến thăm cấp cao ngày càng tăng trong tương lai, kể cả việc tổ chức cuộc họp lần thứ 14 của chương trình trao đổi dịch vụ dân sự Thái Lan-Singapore, do Thái Lan sẽ đăng cai và nhất trí sẽ thúc đẩy vấn đề hợp tác song phương về mọi mặt, bao gồm 1. Tăng cường hợp tác an ninh, bao gồm cả các cuộc trao đổi cấp cao giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao của hai nước, trao đổi nhân sự các cấp, hợp tác tình báo và an ninh mạng. 2. Mở rộng hợp tác kinh tế bằng cách thúc đẩy hội nhập chuỗi cung ứng giữa Thái Lan với Singapore về lĩnh vực an ninh lương thực, an ninh năng lượng và phát triển bền vững thông qua thương mại đầu tư và nghiên cứu phát triển chung. 3. Thúc đẩy hợp tác phát triển nguồn nhân lực để bảo đảm cho thế giới trong tương lai, đặc biệt là phát triển kỹ năng liên quan đến số. 4. Chuẩn bị sẵn sàng hệ thống kỹ thuật số trong nước để bảo đảm cho việc chuyển đổi số và nền kinh tế số thế giới. Ngoài ra, hai bên đã trao đổi quan điểm liên quan tới các tình hình thách thức trong và ngoài khu vực Đông Nam Á, đồng thời nhất trí hợp tác chặt chẽ hơn trong việc thúc đẩy và củng cố sự vững mạnh của ASEAN, cả trong việc củng cố hòa bình, an ninh và phát triển kinh tế bền vững trong bối cảnh thách thức chính trị và kinh tế quốc tế hiện nay. Cuộc trao đổi giữa hai nước lần này đóng vai trò quan trọng trong việc chuẩn bị sẵn sàng của Thái Lan cả về lĩnh vực an ninh, tài nguyên con người, phát triển hệ sinh thái kỹ thuật số và phối hợp chuỗi kinh tế của hai nước để khu vực doanh nghiệp và người dân Thái Lan có sự sẵn sàng và được hưởng lợi đầy đủ từ quá trình chuyển đổi kỹ thuật số và hệ thống kinh tế thương mại toàn cầu đang thay đổi trong tương lai. Chuyển sang thông tin tiếp theo, thưa quý vị và các bạn, bật mí xu hướng hưởng ứng đào tạo trực tuyến DSD, DSD Online Training đã vượt qua con số 30.000 người. Bộ Lao động cho biết xu hướng hưởng ứng tham gia tập huấn qua hệ thống đào tạo trực tuyến DSD đã vượt chỉ tiêu 30.000 lượt người, thúc đẩy Cục Phát triển Kỹ năng Tay nghề Lao động bổ sung các chương trình để nâng cao nghề nghiệp, tăng thu nhập theo quan điểm, rộng mở, tạo cơ hội, phát triển tiếp một cách bền vững. Chương trình tập huấn trực tuyến thông qua trang web của Cục Phát triển Kỹ năng Tay nghề Lao động www.dsd.go.th, menu DSD Online Training có thể học miễn phí mọi lúc, mọi nơi theo quan điểm rộng mở tạo cơ hội phát triển tiếp một cách bền vững. Và khi vượt qua kỳ thi, học viên sẽ được cấp chứng chỉ có thể sử dụng để xin việc làm. Theo số liệu mới nhất,
đã có 30.000 lượt người tham gia đào tạo và được cấp chứng chỉ. Cục Phát triển Kỹ năng Tay nghề Lao động đã phối hợp với mạng lưới phát triển kỹ năng tay nghề lao động gồm cả cơ quan tổ chức nhà nước, tư nhân và các cơ sở giáo dục, tiến hành xây dựng các chương trình phù hợp với tình hình và nhu cầu của người lao động, cơ sở kinh doanh hiện tại và tương lai. Đến nay đã có hơn 100.000 lượt người tham gia các khóa học, 30.000 lượt người đã vượt qua các khóa đào tạo và được cấp chứng chỉ. 5 chương trình đào tạo có số lượng người tham gia và được cấp chứng chỉ nhiều nhất lần lượt gồm 1. Chương trình kỹ thuật tăng hiệu quả việc sử dụng chương trình Microsoft Word có 4.365 học viên được cấp chứng chỉ. 2. Chương trình tăng hiệu quả làm việc cùng nhau qua mạng Internet thông qua ứng dụng Google có 4.269 người được đào tạo. 3. Chương trình kỹ thuật tăng hiệu quả sử dụng chương trình Microsoft Excel có 4.144 người được đào tạo. 4. Chương trình an ninh mạng cơ bản có 3.555 người được đào tạo. Và thứ 5 là chương trình đào tạo trung cấp Microsoft Excel có 2.993 người được đào tạo. Quý vị quan tâm có thể đăng ký tham gia các chương trình tập huấn đào tạo, có cả danh mục ngoại ngữ và kỹ năng mềm, danh mục chương trình máy tính và kỹ năng sống, danh mục cơ khí và bảo dưỡng, danh mục nghề tự do và công việc dịch vụ. Chi tiết và nộp hồ sơ tại website www.dsd.go.th, chọn menu DSD Online Training. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Thái Lan. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Thái Lan phát hàng ngày từ thủ đô Bangkok từ 19:30 đến 19:45 giờ địa phương trên làn sóng điện ngắn SW 9390 kHz và được chuyển tiếp qua đài USHTM huyện Bản Dung, tỉnh Udon Thani. Kính mong quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Quý vị và các bạn thân mến, tại trụ sở chính khu vực sáng chế đổi mới hành lang đặc khu kinh tế biển Đông EECI, huyện Văng Chăn, tỉnh Rayong đã diễn ra hoạt động NSTDA gặp gỡ báo chí về Industry 4.0 Platform, nền tảng tập hợp các dịch vụ và hoạt động hỗ trợ nâng cấp lên công nghiệp 4.0, thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi sang thời kỳ kỹ thuật số bền vững. Hiện nay, khắp thế giới đều thức tỉnh trước cuộc cách mạng hướng tới công nghiệp 4.0, nơi công nghệ số và công nghệ hiện đại được ứng dụng vào dây chuyền sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh của đất nước. Trong khi hầu hết các ngành công nghiệp của Thái Lan vẫn chỉ ở cấp độ 2, 3, nếu không thể điều chỉnh kịp với những thay đổi nhanh chóng, có thể gây mất khả năng cạnh tranh, ảnh hưởng đến nền kinh tế nói chung. Do đó, việc nâng cấp lĩnh vực sản xuất lên công nghiệp 4.0 là bài toán lớn, đặt ra thách thức đối với khu vực công nghiệp, khu vực doanh nghiệp, khu vực vận tải và hậu cần, khu vực lao động cũng như các doanh nghiệp nhỏ và lớn. Bên cạnh đó còn phù hợp với các mục tiêu quan trọng của đất nước và phù hợp với việc phát triển theo phương hướng Thái Lan 4.0. Việc nâng cấp lĩnh vực sản xuất lên công nghiệp 4.0 của Industry 4.0 Platform bao gồm 3 bước chính. Bước đầu tiên là đánh giá của chuyên gia về mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp để xác định những hạn chế hoặc vấn đề mà doanh nghiệp gặp phải nhằm tìm phương hướng phát triển phù hợp với ngữ cảnh của tổ chức. Khi biết được kết quả đánh giá, bước tiếp theo là lập kế hoạch hành động, lộ trình chuyển đổi một cách chi tiết, triển khai công việc rõ ràng và cuối cùng là lắp đặt hệ thống trang thiết bị trong nhà máy, có việc ứng dụng công nghệ và thực tế trong các nhà máy công nghiệp. Tất cả các quy trình này sẽ được thực hiện thông qua các hoạt động và dịch vụ trên Industry 4.0 Platform. Mục tiêu của việc cùng nhau phát triển nền tảng công nghiệp 4.0 là để giúp các doanh nghiệp công nghiệp hiểu và nắm bắt được để có phương hướng đầu tư nâng cấp hướng tới công nghiệp 4.0 một cách tương xứng và hiệu quả nhất, kể cả có thể triển khai thực hiện, nâng cấp cơ sở kinh doanh theo trình tự cần thiết, phù hợp với mục tiêu kinh doanh của tổ chức và phù hợp với ngữ cảnh của Thái Lan.
Ngoài ra, số liệu thu được từ việc đánh giá mức độ sẵn sàng sẽ được lưu lại một cách hệ thống và đáng tin cậy, có thể được sử dụng làm cơ sở dữ liệu trong làm việc chung với các cơ quan khác nhau một cách hiệu quả để thúc đẩy ngành công nghiệp Thái Lan tiến gần hơn đến công nghiệp 4.0 và sẵn sàng bảo đảm cho ngành công nghiệp 4.0 của tương lai. Thông tin kết thúc chương trình hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, các nhà nghiên cứu Thái Lan đã nghiên cứu để tăng giá trị của chất thải nông nghiệp từ các nhà máy công nghiệp, xử lý bã sắn, bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải thành phân bón sinh học, thay thế việc sử dụng phân bón hóa học, đồng thời tìm ra một loại vi sinh vật công thức đặc biệt, tăng dưỡng chất thiết yếu cho cây trồng. Sắn là một trong những nông sản quan trọng giúp thúc đẩy nền kinh tế Thái Lan. Điển hình như năm 2021, Thái Lan sản xuất tới 30 triệu tấn sắn, được xem là nước có sản lượng sắn lớn thứ 3 trên thế giới. Khi sản lượng nhiều, chắc chắn nguyên liệu còn lại hay bã sắn từ nhà máy công nghiệp sản xuất tinh bột sắn cũng sẽ tăng. Trong đó, mỗi năm có khoảng 12 triệu tấn rác thải từ sắn phải được quản lý hợp lý. Bên cạnh đó, bùn thải từ quá trình xử lý nước thải của các nhà máy sản xuất tinh bột sắn nếu không xử lý đúng sẽ gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến môi trường. Từ vấn đề này, giáo sư tiến sĩ Voravut Chula Laksana Nukun, chuyên ngành thực vật học, khoa khoa học, Đại học Chulalongkorn, có ý tưởng tăng giá trị của những chất thải nông nghiệp này để mang lại lợi ích cho môi trường và chuỗi thực phẩm. Trong đó, giáo sư tiến sĩ Voravut đã tiến hành nghiên cứu sản xuất phân bón sinh học từ chế phẩm trong ngành sản xuất tinh bột sắn bằng vi sinh vật công thức hỗn hợp. Bã sắn có thể dùng làm thức ăn chăn nuôi, còn bã sắn dư thừa sau khi đáp ứng đủ nhu cầu trong nước sẽ được xuất khẩu ra nước ngoài. Nhưng do lượng bã sắn vượt quá nhu cầu thị trường làm cho giá bã sắn giảm. Giáo sư tiến sĩ Voravut nói về thực trạng và vấn đề quản lý bã sắn hiện nay là điểm khởi đầu dẫn tới nghiên cứu này. Đối với cặn bùn phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải trong sản xuất tinh bột sắn, khi xử lý bằng cách đốt, chôn lấp và bón phân, bùn có thể chứa mầm bệnh thực vật và kim loại nặng. Chương trình nghiên cứu thử nghiệm sử dụng phân bón sinh học để trồng sắn ở huyện Sì Khíu, tỉnh Nakhon Ratchasima đã thu được kết quả đáng hài lòng. Phân hữu cơ sinh học từ bã sắn có thể dùng để trồng các loại cây, đặc biệt là các loại cây trồng trên nương rẫy như sắn, lúa, mía, ngô, v.v., giúp giảm thiểu việc sử dụng phân bón hóa học, vốn làm ảnh hưởng lâu dài đến chất lượng đất và giảm thiểu ô nhiễm từ việc xử lý chất thải thông qua các phương pháp khác như đốt. Giáo sư tiến sĩ Voravut kết luận, đồng thời cho biết thêm, công ty trách nhiệm hữu hạn đại chúng Thay Và, nhà tài trợ cho công trình nghiên cứu nói trên, có kế hoạch sản xuất phân bón sinh học thương mại từ bã sắn trong tương lai gần. Quý vị và các bạn vừa nghe xong chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Thái Lan. Chương trình hôm nay do Nguyên Phương thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. That concludes our broadcast in Vietnamese. This program can be heard from 1800 to 1815 Bangkok time or 1100 to 1115 GMT.